bán một con gà chỉ mất vài phút, bán một căn nhà có thể phải mất vài tuần đến vài tháng. Vậy thì bán một giang sơn gấm vóc phải mất bao lâu? Cộng sản Việt Nam mới chính là kẻ phải trả lời câu hỏi này, bởi họ đang có hành vi bán nước cho giặc đầu, nhưng giỏi che giấu nên người dân không được biết. Đến nay, nhiều dấu chỉ đang phơi bày sự thật ghê gớm này. Mời quý khán giả theo dõi chương mục Người dân tự quyết của Lý Trần Công có tựa đề Cộng sản bán nước, nguy cơ đang đến gần, sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Hệ thống cầm quyền của Cộng sản Việt Nam có một bộ mang tên là Bộ Chính trị, nhưng bây giờ tên gọi của nó nên được đổi lại là Bộ Bán nước. Vì trong quá khứ và những ngày tháng gần đây, nhiều diễn tiến cho thấy bộ này đang hợp tác với kẻ thù để bán nước cho Tàu Cộng. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2017, bộ này đã long trọng tiếp đón chủ nợ được phái đến từ Bắc Kinh là Phó Quân ủy Trung ương Trung Cộng Phạm Trường Long. Phạm Trường Long đã lần lượt gặp bốn người có chân trong bộ bán nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Qua những thông tin và hình ảnh được lan tải rộng rãi, thì Cộng sản Việt Nam đã có những nghi thức tiếp đón phái đoàn quân sự cao cấp của Trung Cộng rất trọng thể. Còn qua những lời bình luận thời sự, thì cho rằng sứ mạng của Phạm Trường Long đến Việt Nam lần này nhằm hai mục đích. Thứ nhất là bộ bán nước cần chấm dứt trò đu dây giữa Trung Cộng và các kẻ thù của họ. Cụ thể là qua hai cuộc viếng thăm của Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ và Nhật Bản gần đây. Thứ hai, nhắc nhở Cộng sản Việt Nam về món nợ tài chính có từ thời giặc Hồ cho tới nay, và việc thu hồi tài sản thế chấp sẽ được tiến hành trong một thời hạn như đã ấn định giữa hai bên. Theo Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Cộng sản Trung Quốc đã tường thuật rằng, trong cuộc gặp gỡ với Nguyễn Phú Trọng, tướng Phạm Trường Long đã nhấn mạnh rằng, toàn bộ các đảo ở biển Nam Hải, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã thuộc lãnh thổ Trung Hoa kể từ thời cổ đại. Và không quên nhắc lại 15 văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý ký hồi tháng 1 năm nay. Đồng thời kêu gọi Nguyễn Phú Trọng phải tuân thủ và thực hiện các cam kết nói trên. Dĩ nhiên Nguyễn Phú Trọng làm sao dám phản đối những gì đã tự tay ký kết với quan thầy. Còn Ngô Xuân Lịch tuy mang hàm đại tướng, nhưng dưới con mắt của Phạm Trường Long chẳng hơn gì một tên lính quèn. Cũng đúng thôi, cứ nhìn vào màu sắc bộ quân phục trên người Ngô Xuân Lịch và điệu bộ khi Ngô Xuân Lịch và Phạm Trường Long cùng đi duyệt hàng binh danh dự, thì người dân khó phân biệt ai là Tàu, ai là Việt. Với tinh thần đó, thì Ngô Xuân Lịch cũng chẳng hơn gì Nguyễn Phú Trọng, rất coi trọng chuyến thăm này của Thượng tướng Phạm Trường Long, xem đây là sự kiện chính trị quan trọng và là bước phát triển mới trong nhiệm vụ hợp tác hoạt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Có lẽ tướng Tàu Phạm Trường Long trong lòng cười khinh khỉnh khi gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vì ông này luôn miệng ca tụng chuyến thăm Bắc Kinh trước đây, đã được Tập Cận Bình đón tiếp và ưu ái tặng cho cái tên gọi theo tiếng Tàu là Thiên Đại Khui. Trần Đại Quang hứa làm hết sức mình để chuyến thăm Hà Nội vào tháng 11 tới của Chủ tịch họ Tập được mãn nguyện. Tướng Phạm Trường Long được đưa đến gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là cuộc gặp quan trọng thứ hai. Ông Phúc bày tỏ vui mừng trong thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thăm, gặp nhau nhiều lần và sắp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam, dự hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 năm 2017. Ông còn hoan nghênh quân ủy trung ương hai nước thiết lập cơ chế hợp tác, triển khai toàn diện tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025. Về phía Trung Cộng, Thượng tướng Phạm Trường Long khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để thực hiện tốt sáng kiến một vành đai một con đường và quy hoạch phát triển hai hành lang một vành đai, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, cùng phát triển, cùng phồn vinh, mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác, đưa kim ngạch song phương đạt 100 tỷ đô la trong năm 2017. Qua những lời nói nịnh bợ của bốn người trong bộ bán nước trong chuyến viếng thăm của Phó Quân ủy Trung ương Trung Cộng, cho chúng ta thấy tương lai của Việt Nam đang ở vào một giai đoạn vô cùng đen tối. Diễn tiến để đưa đất nước ta vào vòng nô lệ Tàu Cộng do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện đang diễn ra từng bước. Qua sự kiện Tàu Cộng đã nắm đầu Bộ Chính trị và trấn giữ khắp nơi trên toàn cõi Việt Nam. Hoàng Sa và Biển Đông đã mất, Trường Sa rồi cũng sẽ mất.
Hơn lúc nào hết, trách nhiệm gìn giữ non sông là trách nhiệm nặng nề trên vai mỗi người dân chúng ta. Hãy hành động trước khi mất nước vào tay kẻ thù phương Bắc. Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, một số diễn tiến gần đây cho thấy mối quan hệ Việt Trung căng thẳng với nguy cơ xung đột có thể xảy ra tại khu vực tranh chấp Biển Đông giữa hai phía. Anh Minh trình bày. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long rời Việt Nam ngay trước các hoạt động giao lưu biên giới hai nước, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 6 mà không cho biết lý do. Ông Phạm Trường Long đến Việt Nam từ ngày 18 đến 19 tháng 6. Báo chí trong nước cho biết, nhân chuyến thăm này, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo giữa hai bộ quốc phòng. Trong chuyến thăm này, ông Phạm Trường Long đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cả báo chí Trung Quốc lẫn Việt Nam đều có những bài viết cho thấy chuyến thăm thành công. Tân Hoa Xã thậm chí còn trích lời ông Phạm Trường Long nói rằng nhờ sự thúc đẩy mối quan hệ lãnh đạo của hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển tốt và hợp tác hai bên đã đạt được những kết quả trong nhiều lĩnh vực. Tướng Phạm Trường Long còn nói, Trung Quốc sẵn sàng kết nối sáng kiến vành đai con đường của nước này với kế hoạch hai hành lang một vành đai kinh tế của Việt Nam. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề về Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, ông Phạm Trường Long cho biết tình hình Biển Đông đã ổn định trong thời gian qua và đang có hướng tích cực. Ông cũng kêu gọi hai bên tuân thủ những thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước về vấn đề Biển Đông. Theo dự kiến, ông Phạm Trường Long cùng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư tại Lai Châu, Việt Nam và Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 20 đến 22 tháng 6. Một số chuyên gia quốc tế cho rằng lý do của quyết định cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam có thể liên quan đến việc Việt Nam mới đây cho phép công ty nước ngoài tiến hành các hoạt động khai thác gần bãi Tư Chính, nơi Trung Quốc cắt cáp tàu khảo sát địa chính của Việt Nam hồi năm 2011. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc viết cho Đài Á Châu Tự Do qua email nhận định về điều này như sau. Nếu tướng Phạm Trường Long yêu cầu Việt Nam ngừng các hoạt động khai thác dầu tại lô 136/03, thì điều này có thể là một cố gắng nhằm cho thấy Việt Nam đã không tuân thủ các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai đảng. Can thiệp này của tướng Phạm Trường Long sẽ làm Việt Nam khó chịu, vì phía Việt Nam cũng nêu vấn đề đường chính đoạn mà Trung Quốc đưa ra đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam có thể đã từ chối lời yêu cầu này và khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer cũng cho biết đã có thông tin về việc Trung Quốc đã tiến hành triển khai 40 tàu và máy bay vận tải đến khu vực khai thác của Việt Nam. Theo ông, rất có thể sẽ có những đụng độ xảy ra tại khu vực này trong vài ngày tới, và nếu điều này xảy ra thì đây có thể là sự kiện nghiêm trọng nhất trong vòng vài năm qua tại Biển Đông. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp về chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ISEAS, viết trên trang của tổ chức này vào hôm 21 tháng 6 rằng những chuyến thăm gần đây của lãnh đạo Việt Nam tới các nước Nhật Bản và Hoa Kỳ có thể là yếu tố làm ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Trung. Cụ thể là chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ vào hồi cuối tháng 5. Tiếp theo sau đó là chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản vào hồi đầu tháng 6. Nhân chuyến thăm này, hai nước đã ký kết các thỏa thuận trị giá 22 tỷ đô la. Phía Nhật Bản đã cam kết cung cấp khoản tài trợ tương đương 350 triệu đô la Mỹ để Hà Nội nâng cấp các tàu tuần duyên và tăng cường khả năng tuần tra biển. Hồi đầu năm nay, nhân chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng tuyên bố sẽ cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra mới để trang bị cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam. Hồi tuần trước, lực lượng tuần duyên Nhật Bản và cảnh sát biển Việt Nam cũng tổ chức buổi diễn tập chống đánh bắt cá trộm ở Biển Đông. Đây là cuộc diễn tập chung lần đầu tiên giữa hai nước với nội dung này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 18 tháng 6 có bài xã luận chỉ trích các bước đi ngoại giao của Việt Nam. Bài xã luận viết, tham vọng của Việt Nam có thể khuấy động đối đầu và làm bất ổn khu vực, và việc Việt Nam thường xuyên trao đổi với Hoa Kỳ và Nhật Bản về vấn đề Biển Đông không nên được coi là việc làm tử tế. Hôm 16 tháng 6, Trung Quốc cũng đưa giàn khoan dầu 981 đến cửa vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc cũng đang đàm phán phân định. Cục Hải sự Trung Quốc cho biết, giàn khoan này sẽ tác nghiệp tại đây trong khoảng thời gian từ 16 tháng 6 đến 15 tháng 9. Cục Hải sự Trung Quốc yêu cầu tàu thuyền qua lại khu vực này trong khoảng cách an toàn là 2 km với giàn khoan. Nhận xét về những diễn biến mới trong quan hệ hai nước vài ngày qua, giáo sư Carl Thayer cho rằng đây là một bước thụt lùi quan trọng trong quan hệ hai nước kể từ sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước hồi năm 2014. Theo giáo sư Carl Thayer,
Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang hung hăng hơn để đáp lại những chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng và an ninh với hai nước. Và nếu đúng đây là phản ứng của Trung Quốc, thì đây là một phản ứng vụng về và phản tác dụng nhất của Trung Quốc.